khiến phương Tây lạnh gáy sau cuộc họp với đồng minh Belarus. Ukraine đã được NATO đồng ý ngầm kế hoạch tấn công vào lãnh thổ Nga. Nga chiều bắt tay tạo cú sốc tháng 10 tặng ông Trump trước bầu cử Mỹ. Bộ trưởng Mỹ phản bác cáo buộc của ông Trump sai sự thật và cực kỳ nguy hiểm. Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức thời sự của báo Thanh Hóa. Vừa rồi là những nội dung được tóm lược sẽ có trong chương trình. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết mời quý vị cùng theo dõi. Phát biểu sau buổi hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 24 tháng 5, ông Putin nói rằng cuộc tập trận sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược năm 2024 của Nga với sự hỗ trợ của Belarus là hoàn toàn bình thường. Tổng thống Putin khẳng định các cuộc tập trận hạt nhân diễn ra theo kế hoạch được định sẵn từ trước. Tổng thống Putin cho biết, về việc tuân thủ các quy định và nghĩa vụ của Nga trong lĩnh vực này, chúng tôi hoàn toàn tuân thủ mọi cam kết của mình trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân. Theo ông Putin, Nga không kích động bất cứ điều gì bằng các cuộc tập trận hạt nhân. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, nhưng như đã nói, mọi thứ phải được điều chỉnh. Trong lĩnh vực này không thể có chỗ cho những thất bại, sai lầm hoặc mâu thuẫn. Ông Putin cho biết việc tập hợp quân đội chung trong khu vực, cũng như khả năng và vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga được triển khai ở Belarus không chỉ nhằm bảo vệ nước này. Ông Putin nói, mọi thứ đảm bảo bảo vệ an toàn biên giới phía Tây của chúng tôi và tổ chức hiệp ước an ninh tập thể. Vừa qua, quân đội Nga đã bắt đầu giai đoạn đầu tiên của cuộc tập trận hạt nhân chiến thuật tại quân khu phía Nam, trong đó có cả Crimea và bốn vùng lãnh thổ trước đây của Ukraine ở khu vực Donbass. Theo Nga, cuộc tập trận nhằm chứng tỏ khả năng ứng phó với các mối đe dọa từ bên ngoài, qua đó ngăn chặn các nước phương Tây làm gia tăng cuộc xung đột Nga-Ukraine. Cuộc tập trận bao gồm hoạt động chuyển vũ khí hạt nhân cho binh sĩ từ các địa điểm cất giữ, trang bị tên lửa bằng đầu đạn hạt nhân chiến thuật và triển khai bí mật các loại vũ khí đó. Sau khi Điện Kremlin thông báo tổ chức cuộc tập trận vào đầu tháng này với lý do căng thẳng gia tăng chưa từng có với Mỹ và các đồng minh về vấn đề Ukraine, Tổng thống Lukashenko ngay lập tức ra lệnh tập trận tương tự để thử nghiệm các hệ thống vũ khí có khả năng hạt nhân của Belarus, trong đó có cả bệ phóng tên lửa Iskander. Cuộc tập trận hạt nhân chiến thuật của Nga diễn ra trong bối cảnh gần đây Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các nhà lãnh đạo phương Tây đã nói về khả năng triển khai lực lượng tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Ukraine và để quân đội Ukraine sử dụng vũ khí của họ để tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga. Theo tờ Vedomosti của Nga, những cuộc tập trận kiểu này hiếm khi xảy ra kể từ khi Liên Xô sụp đổ. Nhưng trong thời kỳ Xô Viết, nước này thường tổ chức hàng năm. Học thuyết hạt nhân của Nga chỉ cho phép nước này sử dụng vũ khí hạt nhân trước trong trường hợp sự tồn vong của quốc gia gặp nguy hiểm hoặc khi có nỗ lực quét sạch lực lượng hạt nhân Nga. Theo ông Ilya Kramnik, nhà nghiên cứu tại Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, cuộc tập trận nói trên không làm thay đổi học thuyết hạt nhân quốc gia của Nga. Thưa quý vị, tiếp ngay sau đây, mời quý vị đến với những tin tức đáng chú ý đã diễn ra. Quý vị đừng bỏ lỡ. Tổng thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Jens Stoltenberg ngày 25 tháng 5 cho biết, ông không hoan nghênh ý tưởng về một quân đội duy nhất của Liên minh châu Âu, EU, vì đó là sự sao chép của Liên minh này. Trong một tuyên bố ngày 25 tháng 5, Tổng thư ký NATO Stoltenberg hoan nghênh những nỗ lực của EU về quốc phòng khi khối này tăng chi tiêu quốc phòng, nhưng khẳng định EU không thể thay thế NATO, đồng thời cho biết EU chỉ chiếm 20% tổng chi tiêu của NATO. Theo ông Stoltenberg, nếu các quốc gia thành viên NATO thiết lập các cấu trúc chỉ huy thay thế, những nước này rất có thể sẽ sao chép lại các chức năng của NATO. Cùng quan điểm với ông Stoltenberg, hồi cuối tháng 3, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu EU về chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell cũng đã tuyên bố việc 27 quốc gia thành viên EU giải tán quân đội của mình để thành lập một quân đội chung là điều không thực tế. Trước đó hồi tháng 3, Ủy ban châu Âu EC đã đưa ra một đề xuất lập pháp về một chiến lược công nghiệp quốc phòng EU. Chiến lược công nghiệp quốc phòng mới của châu Âu nhằm mục đích tăng cường sự sẵn sàng của ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu thông qua hợp tác đầu tư, nghiên cứu, phát triển, sản xuất, mua sắm và sở hữu dựa trên EU. Nhìn chung, EC muốn các quốc gia thành viên cùng nhau mua vũ khí và mua chúng ở châu Âu. Hơn 3 phần tư số thương vụ mua sắm quốc phòng của các quốc gia thành viên EU từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra đến tháng 6 năm 2023 được thực hiện từ bên ngoài EU, trong đó riêng Mỹ chiếm 63%. Chiến lược này xác định đến năm 2030, ít nhất 50% ngân sách mua sắm của các quốc gia thành viên, khoảng 60% vào năm 2035 sẽ được chuyển cho các nhà cung cấp có trụ sở tại EU và ít nhất 40% thiết bị quốc phòng sẽ được mua sắm theo phương thức hợp tác. Cụ thể, EC muốn các quốc gia thành viên xác định các dự án quốc phòng châu Âu có lợi ích chung và nỗ lực sản xuất chúng ở châu Âu. Những dự án này có thể lấp đầy những khoảng trống về năng lực trong hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không tích hợp của châu Âu, nhận thức về miền không gian, phòng thủ mạng hoặc an ninh hàng hải. Để đạt được mục tiêu đó, EC đề xuất một cơ chế bán hàng quân sự mới, táo bạo của châu Âu, lấy cảm hứng từ mô hình bán thiết bị quân sự ra nước ngoài của Mỹ. Trong đó, Washington ký hợp đồng trực tiếp với các chính phủ khác. EC muốn hỗ trợ tài chính cho việc xây dựng kho dự trữ các thiết bị quốc phòng quan trọng, duy trì một danh mục tổng quan tập trung về các thiết bị quốc phòng do EU sản xuất và thay đổi các quy định mua sắm để giúp các nước tham gia giao dịch dễ dàng hơn. Tất cả các biện pháp này đều nhằm mục đích khuyến khích các chính phủ châu Âu hợp tác và ngăn họ mua vũ khí bên ngoài EU. Hiện nay, các chính phủ châu Âu mua thiết bị có sẵn từ Mỹ vì điều này được coi là nhanh hơn và dễ dự đoán hơn so với việc dựa vào hợp tác quốc phòng của châu Âu và là cách tốt nhất để đảm bảo lợi ích của Mỹ đối với an ninh châu Âu. Ngày 25 tháng 5, hãng Kyodo của Nhật Bản dẫn lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao thứ nhất Ukraine Andriy Sibiha cho biết Kiev hy vọng sẽ ký một thỏa thuận hợp tác an ninh với Nhật Bản trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vào tháng 7 này. Ông Sibiha chia sẻ, hơn 2 năm sau khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát nhằm tăng cường quan hệ với các nước trong khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Ukraine và Nhật Bản đang ở giai đoạn cuối cùng của các cuộc đàm phán về hiệp ước an ninh song phương Ông Sibiha nói, chúng tôi hy vọng sẽ tổ chức thêm một vòng đàm phán nữa để ký thỏa thuận trong thời gian ngắn trước khi hội nghị thượng đỉnh NATO kéo dài 3 ngày bắt đầu tại Washington, nước Mỹ vào ngày 9 tháng 7. Theo Hiệp ước An ninh, Nhật Bản dự kiến sẽ cung cấp hỗ trợ nhân đạo và công nghệ năng lượng tăng cường khả năng an ninh mạng cho Ukraine, đồng thời hợp tác chống lại thông tin sai lệch. Sibiha nói thêm rằng, Kiev đã nhận được 12,1 tỷ đô la Mỹ viện trợ tài chính từ Tokyo kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine hy vọng rằng Nhật Bản sẽ là quốc gia đầu tiên ký kết với tư cách là nhà lãnh đạo ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và ông nêu rõ Kiev cần quốc tế tăng cường hỗ trợ. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký kết loạt thỏa thuận lịch sử với lãnh đạo Pháp và Đức trong chuyến công du tới hai nước nhằm đảm bảo sự ủng hộ của châu Âu giữa thời điểm hỗ trợ tài chính và quân sự của Mỹ dành cho Kiev ngày càng giảm. Theo hãng tin AP, tổng thống Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron đã ký kết thỏa thuận đảm bảo an ninh song phương kéo dài 10 năm. Tổng thống Macron tuyên bố Paris sẽ cung cấp các gói hỗ trợ quân sự trị giá 3 tỷ euro, tương đương 3,2 tỷ đô la Mỹ cho Kiev trong năm nay, tăng mạnh từ mức 1,7 tỷ euro năm 2022 và 2,1 tỷ euro trong năm ngoái. Cùng thời điểm nói trên, Tổng thống Zelensky đã ký thỏa thuận tương tự với Thủ tướng Đức Olaf Scholz ở Berlin. Theo đó, Berlin sẽ cung cấp viện trợ quân sự và kinh tế cho Kiev trong 10 năm tới. Đức hiện là nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ. Thủ tướng Scholz gần đây đã kêu gọi các nước châu Âu khác đẩy mạnh cung cấp thêm vũ khí. Mỹ vừa công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 275 triệu đô la Mỹ để đáp ứng các nhu cầu an ninh và quốc phòng cấp bách của Ukraine. Đây là gói viện trợ thứ 5 mà Mỹ đã phê duyệt cho Ukraine kể từ khi nước này thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ đô la Mỹ, bao gồm gần 61 tỷ đô la Mỹ dành cho Kiev vào tháng trước. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đây là gói viện trợ thứ 58 mà Washington dành cho Kiev kể từ khi Nga-Ukraine xảy ra xung đột vào tháng 2 năm 2022. Gói viện trợ mới trị giá 275 triệu đô la Mỹ bao gồm đạn dược cho hệ thống HIMARS, đạn pháo 155 mm và 105 mm, đạn cối 60 mm, tên lửa chống tăng TOV Javelin và súng phóng lựu AT4. Danh sách này còn có đạn trên không có độ chính xác cao, vũ khí và các loại đạn dùng cho vũ khí nhỏ, lựu đạn bổ sung, min chống giáp cùng phụ tùng, bảo trì và các thiết bị phụ trợ khác. Lầu Năm Góc tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với khoảng 50 đồng minh để đảm bảo Ukraine nhận được những vũ khí cần thiết nhằm chống lại các cuộc tấn công của Nga. Trong diễn biến có liên quan, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vừa có phát biểu hàm ý rằng Ukraine có thể tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận. Theo đó, ông Stoltenberg nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với The Economist rằng đã đến lúc các đồng minh nên xem xét liệu họ có dỡ bỏ một số hạn chế mà họ đặt ra đối với việc sử dụng vũ khí đã viện trợ cho Ukraine hay không, đặc biệt là hiện nay khi nhiều cuộc giao tranh đang diễn ra ở Kharkov gần biên giới với Nga. Việc từ chối cho Ukraine sử dụng các vũ khí này nhằm vào các mục tiêu quân sự hợp pháp trên lãnh thổ Nga sẽ khiến họ rất khó để tự vệ. Tuy nhiên, ông Stoltenberg bác bỏ ý kiến cho rằng các thành viên NATO có thể sử dụng các hệ thống phòng không để bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine ông cũng lên tiếng phản đối việc nato đưa quân tới ukraine tổng thư ký nato nói chúng tôi không có ý định đưa quân tới ukraine chúng tôi sẽ không tham gia vào cuộc xung đột này trước đó ngoại trưởng nga sergei lavrov cho biết các vũ khí phương tây đã được sử dụng nhằm vào lãnh thổ nga trong khi đó mỹ tiếp tục khẳng định ukraine không được sử dụng vũ khí của mình để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ nga tuần trước ngoại trưởng blinken nhắc lại rằng chúng tôi không khuyến khích hay tạo điều kiện cho các cuộc tấn công bên ngoài Ukraine. Pháo đại diện thường trực Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE Maxim Buyakevich cho rằng không có vũ khí nào của phương Tây có thể giúp Ukraine thay đổi mạnh mẽ tình hình chiến trường. Ông Maxim Buyakevich nói các nhà tài trợ của Ukraine không có vũ khí nào có thể thay đổi mạnh mẽ tình hình chiến trường. Quyết định đưa thêm các lô vũ khí đã được thử nghiệm chiến đấu đến đây sẽ chỉ kéo dài cuộc đối đầu quân sự, gây ra nhiều thương vong và sự phá hủy. Cơ quan báo chí chính phủ Ukraine ngày 24 tháng 5 đưa tin, nước này đã nhận được 85 tỷ đô la Mỹ tiền tài trợ từ nước ngoài kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột quân sự với Nga. Thủ tướng Ukraine Denis Mihan cho biết, khoản tiền này đã giúp Ukraine trang trải đầy đủ các khoản chi quan trọng, bao gồm trợ cấp hoặc các khoản phúc lợi xã hội khác. Thủ tướng Smihan cũng lưu ý rằng chính phủ Ukraine không sử dụng viện trợ tài chính từ các đối tác cho mục đích quân sự. Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ tài chính quốc tế để duy trì nền kinh tế. Chỉ tính riêng năm ngoái, nước này đã nhận được 42,5 tỷ đô la Mỹ viện trợ tài chính nước ngoài. Trong một diễn biến liên quan, cũng trong ngày 24 tháng 5, Mỹ đã công bố đợt viện trợ quân sự mới cho Ukraine bao gồm đạn dược, tên lửa, mìn và đạn pháo trong lúc Nga tăng cường kế hoạch quân sự ở khu vực Kharkov. Trong một thông báo, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nêu rõ, Mỹ thông báo một đợt cung cấp vũ khí, và trang thiết bị mới đáng kể cho Ukraine. Gói viện trợ trị giá 275 triệu đô la Mỹ này là một phần trong nỗ lực của chúng tôi nhằm giúp Ukraine đẩy lùi cuộc tấn công của Nga gần Kharkov, bao gồm những vũ khí cần khẩn cấp. Tháng trước, các nhà lập pháp Mỹ đã thông qua một thỏa thuận viện trợ quân sự trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Kiev sau nhiều tháng tranh cãi tại Quốc hội trong bối cảnh lực lượng Ukraine phải chịu nhiều tổn thất do thiếu đạn dược và kinh phí. Kể từ đó, Tổng thống Joe Biden đã chỉ đạo chuyển 5 lô viện trợ quân sự tới Ukraine. Theo Ngoại trưởng Blinken, các khí tài thuộc các gói viện trợ trước đó đã được đưa lên tuyến đầu và Mỹ sẽ chuyển giao gói hỗ trợ mới này nhanh nhất có thể. Quân đội Ukraine đã phải chiến đấu một lần nữa ở Kharkov kể từ ngày 10 tháng 5 khi hàng nghìn binh sĩ Nga vượt qua biên giới, đạt được một số kết quả trong vòng 18 tháng qua. Ở diễn biến khác, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hà Lan Kassa Olongren trong cuộc họp nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine (UDCG) đã tuyên bố nước này sẽ sớm cung cấp xe bọc thép IPR-765 cho lực lượng vũ trang Ukraine. Bà Kassa Olongren nhấn mạnh phương tiện này có tính cơ động, giúp di chuyển quân nhanh chóng và có thể được sử dụng cho mục đích trinh sát, tấn công và phòng thủ. IPR sẽ đến Ukraine trong thời gian ngắn nhất có thể. Tuy nhiên, quan chức này không tiết lộ số lượng xe bọc thép IPR-765 cung cấp cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Hà Lan cho biết tính đến nay Ukraine đã nhận được 207 xe chiến đấu bộ binh như vậy từ Hà Lan. Xe bọc thép IPR-765 là một biến thể phát triển dựa trên dòng xe M113 do Mỹ sản xuất, được đưa vào phục vụ trong lực lượng vũ trang Hà Lan từ năm 1977. Amsterdam có hơn 2.000 xe chiến đấu bộ binh loại này, sau này chúng được thay thế bằng những loại hiện đại hơn, trong đó có CV-90. IPR-765 trang bị các trạm điều khiển vũ khí từ xa cho phép kíp điều khiển vận hành vũ khí từ bên trong. Kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra năm 2022, Mỹ trở thành đồng minh quan trọng nhất của Ukraine. Từ đó đến nay, Mỹ đã viện trợ hàng trăm tỷ đô la Mỹ cho chính phủ Ukraine. Tuy nhiên, Ukraine không phải nước hưởng lợi duy nhất trong việc này. Trang Business Insider dẫn nhận định của giới phân tích rằng, từ việc gây nhiễu tên lửa cho tới máy bay không người lái UAV và pháo binh, Mỹ đang thu được những hiểu biết cực kỳ có giá trị về những điểm yếu của các hệ thống vũ khí tinh vi của họ trên chiến trường tàn khốc ở miền Đông và miền Nam Ukraine. Theo báo cáo trước đây của Business Insider, các hệ thống gây nhiễu của Nga đã gây ra vấn đề lớn cho vũ khí chính xác của phương Tây, trong đó có đạn pháo Excalibur và tên lửa GMLRS. Các đơn vị tác chiến điện tử của Nga ngày càng trở nên thành thạo trong việc xáo trộn các hệ thống định vị GPS được sử dụng để dẫn đường cho tên lửa và đạn pháo tới mục tiêu, khiến chúng chạy hướng và trở nên vô dụng. Bà Stacy Petijon, Nhà phân tích tại Trung tâm An ninh Mỹ mới nói với Business Insider, xung đột ở Ukraine đã phơi bày việc một số loại đạn dược dẫn đường chính xác của Mỹ thất bại trong môi trường điện tử có tính cạnh tranh cao. Ngược lại, UAV giá rẻ, sẵn có, lại đóng vai trò vô cùng quan trọng trên chiến trường Ukraine. Quân đội Ukraine đã sử dụng UAV để khỏa lấp một số bất lợi về nhân lực và trang thiết bị khi đối đầu Nga. UAV đã được sử dụng để giám sát vị trí đối phương, hướng dẫn các cuộc tấn công bằng pháo binh. Kiev cũng đã trang bị cho UAV lựu đạn hoặc chất nổ để tấn công các vị trí của Nga. UAV của Ukraine cũng dễ bị tổn thương trước các chiến điện tử. Tuy nhiên, Ukraine đã tìm ra công nghệ tránh tín hiệu nhiễu và khai thác những lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ tác chiến điện tử của Nga. Việc điều động, che giấu và tiếp tế cho quân đội trên chiến trường dưới sự giám sát liên tục của UAV là một câu hỏi hóc búa khác mà các chuyên gia Lầu Năm Góc phải tìm ra câu trả lời. Theo các báo cáo, Lầu Năm Góc đang gấp rút tìm cách cải thiện khả năng triển khai UAV để hỗ trợ binh lính và hạ gục UAV đối phương. Đây cũng là điều mà giới phân tích tin rằng sẽ là tất yếu trên chiến trường trong tương lai. Kế đến, xung đột Ukraine đã bộc lộ những vấn đề không chỉ về chất lượng vũ khí mà còn khả năng sản xuất vũ khí với số lượng lớn của Mỹ. Trong nhiều thập niên, Mỹ đã chuẩn bị cho các cuộc chiến chống lại các nhóm vũ trang, chẳng hạn như Taliban, tại Afghanistan. Tuy nhiên, với xung đột tại Ukraine, được coi là gần giống thế chiến thứ hai, trong đó hai bên tham chiến bắn hàng chục ngàn viên đạn vào nhau mỗi ngày nhằm làm suy yếu đối phương thì Mỹ lại không thể cung cấp đủ số vũ khí và đạn dược mà Ukraine cần. Ngược lại, nga đã đặt nền kinh tế của họ vào tình trạng giao tranh, tăng cường sản xuất lượng lớn thiết bị quân sự trong khả năng và đưa Ukraine vào tình thế bất lợi nghiêm trọng. Bà Pettijohn nhận xét: vấn đề lớn nhất mà xung đột ở Ukraine phơi bày là lầu năm góc không có đủ đạn dược cho một cuộc xung đột kéo dài quy mô lớn. Vấn đề thứ ba mà Mỹ gặp phải là các hệ thống phòng không của nước này sử dụng tên lửa có giá thành cao hơn nhiều so với những UAV giá rẻ mà chúng lại bỏ. Những vũ khí càng hiện đại thì thường đi kèm với chi phí đắt đỏ. Các báo cáo trên chiến trường chỉ ra quân đội Ukraine cũng phải dè dặt với mỗi lần khai hỏa khi một tên lửa đánh chặn của Mỹ đắt hơn rất nhiều so với việc chỉ bắn hạ được những UAV giá rẻ. Theo bà Patty điều này đã tạo ra bài học cốt lõi rằng số lượng cũng quan trọng không kém chất lượng. Bà nói, đáng lẽ Mỹ phải biết rằng bên cạnh độ chính xác thì số lượng cũng rất quan trọng. Quân đội Mỹ cần nhiều đạn pháo, tên lửa và UAV hơn hiện tại. Cùng một cơ sở công nghiệp có thể mở rộng quy mô sản xuất các khí tài quan trọng này. Xung đột Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục ác liệt trên các mặt trận, đặc biệt là ở các chiến trường Donetsk, Kharkov. Theo tờ Kiev Independent, ông Ihor Prokhorenko, quyền phó cục trưởng cục tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nói rằng lực lượng Ukraine đã chặn quân đội Nga ở tỉnh Kharkov và đang bắt đầu phản công. Ông Prokhorenko nói, hiện tại các lực lượng của Nga đã bị chặn, tình hình được kiểm soát và chúng tôi đang tiến hành các cuộc phản công. Ông cũng mô tả tình hình trên chiến trường là khó khăn, và cho biết binh sĩ Ukraine tiếp tục trấn giữ phòng tuyến ở phía đông và phía nam đất nước. Đồng thời, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky nói rằng lực lượng Ukraine đã đảm bảo quyền kiểm soát tại các khu vực ở Kharkov mà quân đội Nga tiến công những ngày qua. Các binh sĩ của chúng tôi hiện đã giành được quyền kiểm soát chiến đấu ở khu vực biên giới nơi Nga tiến vào, ông Zelensky nói. Trong khi đó, hãng Reuters đã đăng nội dung phỏng vấn độc quyền 5 nguồn tin Nga đã và đang làm việc với Tổng thống Nga Vladimir Putin về quan điểm của ông Putin liên quan chiến sự Ukraine. Các nguồn tin cho biết, ông Putin sẵn sàng tạm dừng cuộc chiến ở Ukraine nếu có thỏa thuận ngừng bắn, công nhận các chiến tuyến hiện tại. Một nguồn tin nói với Reuters, ông Putin có thể chiến đấu bao lâu cũng được, nhưng ông ấy cũng sẵn sàng ngừng bắn để đóng băng xung đột. Bình luận về thông tin này, Ngoại trưởng Ukraine, ông Dmytro Kuleba cho rằng, ông Putin đưa ra tuyên bố trên vì muốn phá hoại hội nghị thượng đỉnh hòa bình với Ukraine ở Thụy Sĩ. Ông Kuleba viết trên X, ông Putin đang cố gắng hết sức để làm hỏng hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Thụy Sĩ vào ngày 15 và 16 tháng 6. Ông ấy lo sợ về sự thành công của nó. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết những người tham dự hội nghị sẽ thảo luận kế hoạch hành động gồm 3 điểm. Ông cũng lưu ý thêm, Nga sẽ được mời tham dự ở các hội nghị sau. Ông Putin đã bày tỏ với một nhóm nhỏ cố vấn sự thất vọng của ông trước những nỗ lực của phương Tây nhằm cản trở các cuộc đàm phán cũng như quyết định của Tổng thống Ukraine Zelensky về việc không đàm phán với Nga. Bộ trưởng Tài chính của các quốc gia thuộc nhóm G7 đã bắt đầu cuộc họp thượng đỉnh tại Stresa, miền Bắc nước Ý, nhằm thảo luận phương án viện trợ cho Ukraine cũng như tìm cách ứng phó trước các chính sách trợ công nghiệp của Trung Quốc. Cuộc họp dự kiến sẽ kéo dài 2 ngày. Tuy nhiên, trước cuộc họp, các quan chức của nhóm này cho biết chưa có thông tin cụ thể về việc sử dụng khoản lợi nhuận thu được từ tài sản bị phong tỏa của Nga với tổng giá trị ước tính lên đến 300 tỷ đô la Mỹ để viện trợ cho Ukraine. Hầu hết số tài sản đó đang được nắm giữ ở EU. Theo kế hoạch của EU, lợi nhuận hàng năm của các tài sản này dự kiến từ 2,5 đến 3 tỷ euro và 90% lợi nhuận thu được từ tài sản này sẽ được sử dụng để hỗ trợ quân sự cho Kiev thông qua cơ chế hòa bình châu Âu EPF. Phần còn lại sẽ được chuyển vào ngân sách EU và được sử dụng cho mục đích tái thiết Ukraine. Mỹ đang thúc đẩy việc tìm cách tận dụng nguồn thu nhập tương lai từ những tài sản đó thông qua việc phát hành trái phiếu hoặc có nhiều khả năng là cấp cho Ukraine khoản vay lên tới 50 tỷ đô la Mỹ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, ý tưởng G7 phát hành trái phiếu cho Ukraine dường như không được chấp thuận. Trong đó, Mỹ hiện đề xuất một khoản vay được lấy từ tài sản bị đóng băng. Tuy vậy, ai sẽ quản lý khoản vay, khoản vay sẽ được bảo lãnh như thế nào, lợi nhuận trong tương lai được ước tính như thế nào? Và điều gì sẽ xảy ra trong trường hợp có thỏa thuận hòa bình với Nga là tất cả các khía cạnh vẫn cần được làm rõ. Một nhà ngoại giao EU cho biết sẽ mất hàng tuần, thậm chí là hàng tháng để đưa ra quyết định cuối cùng. Bên cạnh đó, cuộc họp cũng quan tâm đến việc đưa ra giải pháp ứng phó với tình trạng hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc đang tràn ngập EU. Tuần trước, Mỹ công bố tăng thuế đối với một loạt hàng hóa nhập khẩu của Bắc Kinh bao gồm pin xe điện, chip máy tính và các sản phẩm y tế. Bộ trưởng Kinh tế Ý Giancarlo Zogetti cho biết, việc Liên minh châu Âu theo bước Mỹ áp đặt thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc chỉ còn là vấn đề thời gian. Ngoài ra, những chủ đề khác cũng sẽ được thảo luận tại Stresa, bao gồm tác động của trí tuệ nhân tạo đến nền kinh tế toàn cầu và đánh giá lại các lệnh trừng phạt đối với Nga. Vấn đề thuế cũng sẽ nằm trong chương trình nghị sự lần này. Trong đó, Italy cố gắng hồi sinh thỏa thuận về thuế tối thiểu toàn cầu với các công ty đa quốc gia. Thỏa thuận này đã được khoảng 140 quốc gia ký kết vào năm 2021, nhưng chưa được thực hiện đầy đủ do sự phản đối của Mỹ và một số quốc gia khác. Một đề xuất về việc đánh thuế tài sản toàn cầu đối với các tỷ phú được Brazil và Pháp thúc đẩy trong các nhóm nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 cũng sẽ được thảo luận tại Stresa. Tuy nhiên, đề xuất này đang gặp phải sự phản đối từ phía Mỹ. Hàng chục tàu chở dầu Nga vẫn mắc kẹt nhiều tháng sau khi bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt. Một tín hiệu cho thấy Washington có thể phá vỡ chuỗi cung ứng xăng dầu của Moscow nếu muốn. Theo đó, kể từ tháng 10 năm 2023, 40 tàu liên quan đến hoạt động buôn bán dầu mỏ của Nga đã bị thêm vào danh sách đen của Bộ Tài chính Mỹ, chủ yếu vì vi phạm giá trần mà phương Tây áp đặt nhằm hạn chế khả năng tiếp cận dòng tiền dầu mỏ của Điện Kremlin. Lệnh trừng phạt và giá trần nhằm vào dầu Nga từng bị chỉ trích là không hiệu quả, nhất là khi dòng dầu thô của nước này vẫn còn lớn. Tuy nhiên, Việc đội tàu trên không hoạt động được cho thấy nếu được áp dụng nhằm vào các tàu riêng lẻ, chúng có thể phát huy hiệu quả. Bloomberg hồi đầu tuần cho biết 21 trong số 40 tàu nêu trên thuộc sở hữu của công ty vận tải nhà nước Nga Shokhkomflot PGSC, Phần lớn số tàu còn lại được kiểm soát bởi công ty Hennessy Honing, trụ sở tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Đội tàu bị trừng phạt nêu trên chỉ chiếm một phần nhỏ trong đội tàu ma được thành lập với sự trợ giúp của các công ty ủy quyền để né lệnh trừng phạt của nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 một trong số 40 tàu kể trên, Yasa Golden Bosphorus thuộc sở hữu của Thổ Nhĩ Kỳ đã được loại khỏi danh sách đen vào tháng 4. Điều này đồng nghĩa Yasa Golden Bosphorus được hưởng lợi từ các dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế, chẳng hạn như bảo hiểm. Kể từ khi được đưa ra khỏi danh sách đen, Yasa Golden Bosphorus đã được chất dầu thô Mỹ lên nhưng vẫn neo đậu ngoài khơi bờ biển Texas. Theo dữ liệu theo dõi tàu được Bloomberg tổng hợp, các tàu bị trừng phạt còn lại đang nằm im và trống rỗng, hiện diện rải rác trên khắp thế giới. Trong diễn biến có liên quan, dòng chảy dầu thô của Nga sang Ấn Độ tăng mạnh khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh OPEC cộng vẫn là nhà cung cấp lớn nhất cho Ấn Độ, nhưng các lệnh trừng phạt chặt chẽ hơn của Mỹ đã khiến dòng chảy này bị tắc nghẽn. Các thương nhân cho biết, tập đoàn dầu khí Bharat, tập đoàn dầu Ấn Độ và nhà máy lọc dầu Reliant Industry đã mua khoảng 7 triệu thùng dầu thô Mỹ giao vào tháng 4. Theo các thương nhân, hầu hết dầu thô Mỹ mua trong tháng này là dầu thô West Texas Middle Midland có chi phí vận chuyển đắt hơn so với các thùng dầu từ Trung Đông. Ông Dylan Sim, nhà phân tích tại công ty tư vấn công nghiệp FGE chia sẻ với Bloomberg với những vấn đề phải đối mặt khi nhập khẩu dầu của Nga, không có gì ngạc nhiên khi các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đang chuyển sang sử dụng dầu của Mỹ như một giải pháp thay thế thích hợp. Theo ông Sim, dầu thô của Mỹ chiếm 10% lượng nhập khẩu của Ấn Độ vào năm 2021 nhưng đã giảm xuống mức thấp nhất là 4% trong 2 năm qua khi Nga mở rộng thị phần. Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tạm thời chuyển giao nhiệm vụ vào ngày 24 tháng 5 để thực hiện thủ thuật y tế liên quan đến vấn đề bàng quang trước đó. Theo đó, ông Austin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ xác định mình sẽ không thể thực hiện nhiệm vụ trong quá trình thực hiện thủ thuật xâm lấn tối thiểu tại trung tâm y tế Walter Reed và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Kathleen Hicks sẽ đảm nhận công việc thay ông. Theo hãng tin Reuters, Lầu Nam Góc cho biết vấn đề về bàng quang không liên quan đến chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt và không ảnh hưởng gì đến tiên lượng đang tốt lên của ông Lloyd. Nhà Trắng và Quốc hội đã được thông báo về vụ việc. Trước đó, ông Austin nhận chỉ trích vì đã không tiết lộ, ngay cả cho Tổng thống Mỹ Joe Biden, về chẩn đoán ung thư và những lần nhập viện vào tháng 12 năm 2023 và tháng 1 năm 2024 theo hãng thông tấn Washington Post đưa tin, các bác sĩ John Maddox và Gregory Chestnut của ông Austin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, đã được đưa vào đơn vị chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed để chăm sóc hỗ trợ và theo dõi chặt chẽ. Báo trong một thông cáo, các bác sĩ cho biết tiền lượng bệnh ung thư của ông ấy vẫn rất tốt và cập nhật về tình trạng của Bộ trưởng sẽ được cung cấp sớm nhất có thể. Quan chức trung tâm Walter Reed cho biết hiện chưa rõ lần này ông Austin sẽ nằm viện trong bao lâu. Tổng thống Mỹ Biden từng nói ông tin tưởng vào Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Austin và sự vụ trên chỉ là một sai sót. Theo hãng tin Reuters, với thông báo về việc nhập viện và quyết định chuyển giao công việc nhanh chóng của ông Austin, Lầu Năm Góc cho thấy quyết tâm tránh lặp lại vụ việc gây náo động hồi tháng 1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Austin khi đó vẫn đang ở bệnh viện trong khi lực lượng Mỹ tấn công trả đũa nhắm vào một thủ lĩnh nhóm phiến quân do Iran hậu thuẫn ở Baghdad, Iraq. Trong một tin nhắn gây quỹ trong tuần này, chiến dịch của ông Trump tuyên bố rằng FBI được phép bắn ông. Một email của ông Trump viết, tin nóng từ Trump, Bộ Tư pháp của Biden được cấp phép để bắn tôi. Thông tin vừa được tiết lộ rằng Bộ Tư pháp của Biden được phép sử dụng bạo lực chết chóc trong cuộc khám xét đáng khinh của họ tại Mar-a-Lago. Đáp lại, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland tuyên bố cáo buộc ông Trump là sai sự thật và cực kỳ nguy hiểm. Vị Bộ trưởng giải thích rằng tài liệu mà ông Trump nhắc đến là chính sách tiêu chuẩn của Bộ Tư pháp hạn chế việc sử dụng vũ lực. Ông Gala nói, như FBI khuyến cáo, đó là một phần kế hoạch hoạt động tiêu chuẩn cho các cuộc khám xét. Thực tế là nó cũng được sử dụng trong cuộc khám xét có sự đồng thuận tại nhà Tổng thống Biden. Trước đó, ông Trump cáo buộc lệnh khám xét của FBI hồi năm 2022 tại dinh thự Malago cho thấy Tổng thống Biden muốn các đặc vụ vũ trang bắn ông. Ông Trump nêu, Joe Biden đã lên đạn và sẵn sàng bắn hạ tôi, khiến gia đình tôi gặp nguy hiểm. Ông ấy nghĩ có thể đe dọa và hạ được tôi. Cục điều tra liên bang Mỹ FBI hồi năm 2022 khám xét dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump và phát hiện ra hàng trăm tài liệu mật về an ninh quốc gia từ thời ông đương nhiệm. Ông Trump đang bị điều tra về cách thức xử lý tài liệu mật. Tuyên bố của ông Trump nhằm đáp lại việc một tài liệu được nộp lên tòa án nêu rõ kế hoạch khám xét dinh thự Mar-a-Lago của FBI, trong đó sử dụng ngôn từ tiêu chuẩn của FBI là các đặc vụ được phép sử dụng vũ lực chết người chỉ khi cần thiết, nghĩa là khi viên chức đó có lý do hợp lý để tin rằng đối phương có nguy cơ gây tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng cho viên chức hoặc người khác. Tuy nhiên, ông Trump đã diễn giải nội dung này thành bộ tư pháp cho phép các đặc vụ bắn ông và gây nguy hiểm cho gia đình ông. Các luật sư của ông Trump nói rằng trong cuộc khám xét vi hiến kéo dài gần 10 giờ các đặc vụ đã lục soát cả phòng gym, nhà bếp, phòng ngủ của bà Melania và phòng ngủ của Baron, con út của ông Trump. FBI chỉ phát hiện ra các tài liệu mật trong phòng lưu trữ ở tầng hầm, văn phòng của cựu tổng thống và các phòng liền kề với văn phòng. Ông Trump không có mặt tại Malago vào ngày FBI khám xét dinh thự mà ở câu lạc bộ golf Bedminster của ông ở New Jersey. Ông phủ nhận toàn bộ cáo buộc liên quan vụ tài liệu mật trong khi phiên tòa đang bị hoãn vô thời hạn. FBI cũng từng tuyên bố đã tuân theo thủ tục tiêu chuẩn trong cuộc khám xét như tất cả những hành động khác. Theo chính sách, lực lượng hành pháp chỉ được sử dụng vũ lực nếu không có những phương án thay thế an toàn. Bạo lực chết người chỉ được phép sử dụng khi cần thiết, khi sĩ quan tin rằng đối tượng đặt ra mối nguy hiểm chết người hoặc gây thương tích nghiêm trọng cho sĩ quan hoặc người khác. Bộ ngoại giao Mỹ ngày 24 tháng 5 ra thông cáo cho biết, ngoại trưởng nước này Anthony Blinken sẽ tới thủ đô kishino của Moldova và thủ đô Praha của Cộng hòa Séc từ ngày 28 đến 31 tháng 5 tới. Theo thông cáo, tại Kishino Ngoại trưởng Blinken sẽ gặp Tổng thống Moldova Maya Sandu và các quan chức cấp cao khác để tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với tiến trình Moldova gia nhập Liên minh châu Âu, EU và đảm bảo an ninh năng lượng. Tại điểm đến tiếp theo, Praha, ông sẽ gặp người đồng cấp Jan Lipavsky và các quan chức cấp cao khác của Cộng hòa Séc để thảo luận việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine, hợp tác hiện đại hóa vũ khí và tăng cường quan hệ trong lĩnh vực năng lượng. Trong thời gian ở thăm Praha, Ngoại trưởng Blinken sẽ tham gia hội nghị ngoại trưởng tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO không chính thức để thảo luận việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington DC, Mỹ vào tháng 7 tới. Đầu tháng 4 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có chuyến công du 5 ngày tới Pháp và Bỉ với chương trình nghị sự chủ yếu tập trung vào các vấn đề nóng như viện trợ cho Ukraine, xung đột ở Gaza và kỷ niệm 75 năm thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Chuyến thăm lần này đánh dấu lần đầu tiên ông Blinken tới Pháp sau gần 2 năm. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Washington vào tháng 12 năm 2022. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Ukraine thúc giục các nước phương Tây tăng cường viện trợ quân sự khi cuộc xung đột với Nga kéo dài và chưa có dấu hiệu sớm kết thúc. Pháp là một trong những nhà cung cấp chính về khí tài quân sự cho Ukraine, trong khi Mỹ là nước tài trợ quan trọng cho Kyiv. Tại Pháp, ngoại trưởng Blinken có cuộc hội đàm với tổng thống Pháp Emmanuel Macron để thảo luận về các cuộc khủng hoảng quốc tế đang gia tăng, tập trung vào cuộc xung đột tại Ukraine và giải Gaza. Bên cạnh đó, ngoại trưởng Blinken cũng có cuộc hội đàm với người đồng cấp Pháp, Stéphane Séjourné. Bộ ngoại giao Pháp cho biết, hai ông Séjourné và Blinken thảo luận về việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington vào tháng 7 tới cũng như các cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, Ukraine và Sudan. Cũng trong chuyến thăm, Ngoại trưởng Blinken cùng Bộ trưởng Quân đội Pháp Sébastien Le tới một nhà máy thuộc Tập đoàn Quốc phòng Pháp-Đức KNDS gặp lãnh đạo Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc Audrey Azoulay tại trụ sở của tổ chức này. Sau Paris, Ngoại trưởng Blinken tới Bruxelles, Bỉ để tham dự các cuộc hội nghị của các ngoại trưởng NATO để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 75 năm thành lập liên minh tại Washington vào tháng 7 tới sau đó có cuộc gặp ba bên với các nhà lãnh đạo liên minh châu Âu (EU) và thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan. Phó thủ tướng Azerbaijan Sahin Mustafayev đã thông báo lực lượng biên phòng của họ đã kiểm soát bốn ngôi làng: Baghnestayrum, Asagi Askipara, Khairimli và Gizihali mà Armenia chiếm giữ nhiều thập kỷ trước. Theo ông Mustafayev, bốn ngôi làng biên giới này trở về với Azerbaijan sau khi hai nước nhất trí về việc phân định đoạn biên giới dài 12,7 km. Cơ quan an ninh quốc gia Armenia xác nhận, lực lượng biên phòng nước này đã chính thức tiếp quản các vị trí mới theo thỏa thuận biên giới và nhường lại quyền kiểm soát bốn làng cho Azerbaijan. Trước đó, việc Thủ tướng Armenia Pansinian đồng ý trả lại bốn ngôi làng trên trong nỗ lực nhằm đảm bảo thỏa thuận hòa bình lâu dài giữa hai nước đã dẫn đến các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tuần để phản đối chính phủ và yêu cầu Thủ tướng từ chức một cuộc biểu tình mới dự kiến diễn ra ngày 26 tháng 5. Tuy nhiên, ông Pansinian vẫn mô tả thỏa thuận là cột mốc rất quan trọng để củng cố hơn nữa chủ quyền và độc lập của Armenia. Bốn ngôi làng này có tầm quan trọng chiến lược đối với quốc gia không giáp biển như Armenia vì chúng án ngữ tuyến cao tốc huyết mạch tới Georgia. Trong một diễn biến liên quan, theo tuyên bố của Hội đồng An ninh Quốc gia Armenia, lực lượng biên phòng nước này đang làm nhiệm vụ bảo vệ khu vực biên giới. Gần làng Berkaber, dài 1,9 km, Voskepa, và Baganis dài 4,9 km, thuộc vùng Tavus. Việc đảm bảo an ninh cho đoạn biên giới dài 5,8 km gần làng Kiraz sẽ được thực hiện theo kế hoạch chuyển tiếp cho đến ngày 24 tháng 7. Hội đồng an ninh quốc gia Armenia nêu rõ tương tự. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 5, các đơn vị thuộc lực lượng biên phòng Azerbaijan cũng sẽ bảo vệ khu vực biên giới của Azerbaijan. Cụ thể, lực lượng biên phòng Azerbaijan đảm bảo an ninh cho 4 ngôi làng ở huyện Gazakh tiếp giáp với Armenia. Armenia và Azerbaijan từng thuộc Liên Xô. Hai cuộc xung đột giao tranh đã xảy ra giữa hai nước trong thập niên 1990 và năm 2020 liên quan vùng tự trị Nagorno-Karabakh có đa số người Armenia sinh sống. Năm ngoái, Azerbaijan giành lại quyền kiểm soát vùng này trong một kế hoạch quân sự chớp nhoáng, chấm dứt ba thập niên quản lý của lực lượng ly khai người Armenia, khiến hơn 100.000 người di tản sang Armenia. Mới đây, theo hãng tin Reuters, Tòa công lý quốc tế ICJ ra phán quyết cho đơn kiện bổ sung do Nam Phi gửi ngày 11 tháng 5, yêu cầu ICJ khẩn trương đưa ra các biện pháp buộc Israel phải ngừng mọi hành động quân sự trong chiến dịch truy quét nhóm Hamas tại thành phố Rafah, miền Nam Gaza. Theo phán quyết của ICJ, Israel phải dừng mọi hành động tấn công tại Rafah, ngừng thực hiện những hành vi ảnh hưởng đời sống người dân Palestine. Ngoài ra, Israel phải mở cửa khẩu Rafah để dân thường có thể tiếp cận viện trợ nhân đạo và tạo điều kiện cho các nhà báo, điều tra viên tiếp cận giải Gaza. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng phán quyết của ICJ chỉ khiến Israel chịu thêm áp lực pháp lý và sự chỉ trích từ cộng đồng quốc tế, chứ không dễ buộc nước này thực thi. Thẩm phán Nawaf Salam, chủ tịch tòa án công lý quốc tế nhấn mạnh, đây là việc phù hợp với các nghĩa vụ theo Công ước Liên hợp Quốc và xét đến điều kiện sống ngày một tồi tệ mà thường dân ở Rafa phải đối mặt, Israel phải ngay lập tức dừng cuộc tấn công quân sự và bất kỳ hành động nào khác ở Rafa. Khiến người Palestine rơi vào thảm họa, có thể dẫn đến sự hủy diệt một phần hoặc toàn bộ. Phán quyết đánh dấu một sự thay đổi lập trường lớn của Tòa án Liên hợp quốc đối với cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas. Những phán quyết trước đó của Tòa án Công lý Liên hợp quốc mới chỉ dừng lại ở việc yêu cầu Israel thực hiện các biện pháp để cải thiện tình hình nhân đạo cũng như ngăn chặn những thiệt hại về nhân mạng, sự tàn phá và bất kỳ hành động diệt chủng nào ở Gaza. Đại sứ Palestine tại Liên hợp quốc, Riyada Mansour ngay lập tức hoan nghênh phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế khi nhấn mạnh Chúng tôi rất hoan nghênh tất cả các quyết định của ICJ yêu cầu Israel dừng các hành động quân sự ở Rafah. Chúng tôi cũng muốn nói rằng ICJ có nhiều quyết định phòng ngừa hơn như kêu gọi ngừng bắn, tạm dừng các hoạt động quân sự, cùng với đó là hối thúc mở cửa khẩu biên giới Rafah để cho phép viện trợ đến Gaza và ngăn chặn việc di rời bắt buộc đối với hàng trăm nghìn người. Chúng tôi hoan nghênh tất cả những quyết định này và kêu gọi Israel tuân thủ chúng. Bộ Ngoại giao Ai Cập thì cho rằng phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế phù hợp với tình hình hiện nay ở Gaza. Trước đó, Ai Cập đã cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng do các hoạt động quân sự của Israel ở Rafah gây ra, đồng thời nhấn mạnh các hoạt động đó đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo đối với hơn 1,4 triệu người Palestine ở thành phố Rafah. Tuy nhiên, phán quyết không kêu gọi ngừng bắn hoàn toàn trên khắp Gaza như yêu cầu của Nam Phi. Theo Bộ Ngoại giao Nam Phi, Nước này vui mừng vì Tòa án Công lý Quốc tế đã xem xét rất nghiêm túc các vấn đề. Song, điều quan trọng là một quyết định khẩn cấp của tòa án để tạm dừng cuộc tấn công dữ dội nhằm vào dân thường Palestine. Hiện nay, áp lực quốc tế đối với Israel ngày một tăng, đặc biệt sau khi nước này chuyển trọng tâm sang Gaza. Trước đó, ngay trong tuần này, ba quốc gia châu Âu gồm Na Uy, Ireland và Tây Ban Nha tuyên bố sẽ công nhận nhà nước Palestine. Trong khi đó, công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế đã yêu cầu lệnh bắt giữ đối với các nhà lãnh đạo Israel cùng với các quan chức Hamas. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua cho biết, nhà lãnh đạo Israel sẽ tham vấn các bộ trưởng cấp cao về phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế. Nước này đồng thời cho rằng, các cáo buộc diệt chủng do Nam Phi đưa ra chống lại Israel là sai sự thật, bởi quân đội nước này đã không và sẽ không nhằm vào dân thường. Theo Liên Hợp Quốc, dòng viện trợ cho vùng lãnh thổ Palestine đã sụt giảm kể từ khi Israel bắt đầu cuộc tấn công hạn chế trên bộ ở Rafah từ ngày 7 tháng 5. Tòa Công lý Quốc tế ICJ công bố phán quyết yêu cầu quân đội Israel lập tức chấm dứt chiến dịch tại thành phố Rafah ở phía nam giải Gaza. Trong đó phán quyết nêu Israel phải lập tức đình chỉ cuộc tấn công quân sự và những hành động có khả năng phá hủy một phần hoặc toàn bộ điều kiện sinh sống của cộng đồng người Palestine ở tỉnh Rafah. ICJ cũng yêu cầu Israel mở cửa khẩu Rafah để đưa nguồn hàng cứu trợ vào khu vực và cho phép các nhà điều tra tiếp cận địa điểm này nói thêm rằng những biện pháp như sơ tán cư dân là không đủ để xử lý tình trạng khốn khổ của người palestine tại đây tel aviv sẽ có một tháng để báo cáo cho icg về tiến độ thực hiện những yêu cầu trên phán quyết được đưa ra hai tuần sau khi nam phi đệ trình kiến nghị kêu gọi icg ra lệnh cho israel thực thi lệnh ngừng bắn và đình chỉ chiến dịch tấn công giải gaza trong khi đó, bất chấp áp lực ngày càng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, quan chức cấp cao Israel vào hôm 24 tháng 5 tuyên bố rằng không thế lực nào có thể ngăn nước này tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas tại giải Gaza. Theo truyền thông Israel, công bố trên được một quan chức chính phủ Israel đưa ra với hãng tin Reuters của Anh nhằm phản ứng với việc Tòa án Công lý Quốc tế ICJ ra phán quyết về cuộc chiến tại giải Gaza theo đơn kiện của Nam Phi. Nguồn tin cho biết quan chức chính phủ Israel khẳng định rằng không một thế lực nào trên trái đất này có thể ngăn cản Israel thực hiện sứ mệnh bảo vệ người dân của mình và tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas tại giải Gaza. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế cáo buộc Israel phạm tội ác chiến tranh, tội ác diệt chủng và tội ác chống lại loài người tại Gaza. Trong đó, Nam Phi đã chính thức khởi kiện Israel phạm tội ác diệt chủng lên tòa án công lý quốc tế. Một số quốc gia, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập, tuyên bố sẽ tham gia cùng Nam Phi trong vụ kiện đặc biệt này. Phát ngôn viên của Tổng thống Palestine cũng hoan nghênh động thái của ICJ cho rằng nó thể hiện sự đồng thuận quốc tế về chấm dứt chiến dịch của Israel tại giải Gaza. ICJ, cơ quan tư pháp tối cao của Liên Hợp Quốc, là tòa án hàng đầu thế giới đứng ra giải quyết những khiếu nại pháp lý giữa các quốc gia về cáo buộc vi phạm luật pháp quốc tế. Phán quyết của ICJ mang tính ràng buộc, nhưng cơ quan này không có phương thức đảm bảo thực thi phán quyết ICG từng yêu cầu Nga ngừng chiến dịch ở Ukraine, song Moscow không tuân thủ. Ngày 24 tháng 5, Hội đồng tị nạn Na Uy NRC cảnh báo 2.000 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo đang bị mắc kẹt tại cửa khẩu biên giới Rafah phía Ai Cập giữa lúc người Palestine ở giải Gaza đang thiếu thốn các hàng hóa thiết yếu. Phát biểu với báo giới, người đứng đầu các hoạt động của NRC tại Gaza, bà Suze Van Megen nhấn mạnh Hiện nay, thành phố Rafa bao gồm ba thế giới hoàn toàn khác biệt, với phía đông là khu vực chiến sự, vùng giữa thành phố là một thị trấn ma và phía tây là nơi tập trung đông đúc người dân sống trong điều kiện tồi tàn. Bà Megan cho biết, các vật tư y tế, lều bạt, thùng nước và thực phẩm đang mắc kẹt ở biên giới. Một số người Palestine ở Gaza đã phải di tản tới 9 lần kể từ khi Israel phát động chiến dịch quân sự vào hồi tháng 10 năm 2023. Bà Megan nói thêm, người dân Gaza không có lựa chọn nào khác ngoài cái gọi là khu vực nhân đạo an toàn do quân đội Israel chỉ định. Cùng ngày, một quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu-EU tiết lộ các cuộc đàm phán về việc triển khai phái bộ của EU tại cửa khẩu Rafah ở Gaza đang ở giai đoạn sơ bộ và việc triển khai sẽ không diễn ra nếu cuộc chiến giữa Israel và Hamas chưa chấm dứt. Ngoại trưởng các nước EU sẽ tổ chức cuộc họp hàng tháng tại Bruxelles, Bỉ vào ngày 27 tháng 5 và thảo luận về cách cải thiện hoạt động cung cấp viện trợ nhân đạo cho Gaza. Một quan chức cấp cao giấu tên cho biết, hiện tại mọi việc vẫn chỉ đang ở giai đoạn sơ bộ và đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, Josep Borrell, có thể được 27 thành viên ủy quyền vào ngày 27 tháng 5 tới để đưa ra kết luận cho vấn đề này. Hai nhà ngoại giao khác cho biết, Mỹ đã đề nghị EU khôi phục phái bộ của EU hỗ trợ ở biên giới, gọi tắt là EU BAM tại Rafah, cơ quan đã ngừng hoạt động kể từ năm 2007 khi phong trào hồi giáo Hamas giành toàn quyền kiểm soát Gaza. Rafa, cửa khẩu chính để đưa hàng hóa viện trợ từ Ai Cập vào Gaza, đã bị đóng cửa kể từ khi lực lượng Israel nắm quyền kiểm soát khu vực cửa khẩu bên phía Gaza gần 3 tuần trước. Theo các nhà ngoại giao, việc triển khai một phái bộ như vậy chỉ có thể được tiến hành nếu Ai Cập và Israel cũng ủng hộ. Chỉ trong vòng một tháng, có 5 quan chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng Nga đã bị bắt. Những vụ việc này thu hút nhiều sự chú ý trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Nga vừa thay lãnh đạo mới và chi phí quốc phòng Nga tăng cao khi cuộc chiến ở Ukraine bước sang năm thứ ba. Điện Kremlin xác nhận, gần đây tòa án binh đã ra lệnh bắt giữ đối với Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Vadim Samarin bị nghi nhận hối lộ. Đây là quan chức quốc phòng cấp cao thứ năm của Nga bị bắt giữ kể từ tháng 4 và đều với cáo buộc tham nhũng. Những vụ bắt giữ này diễn ra không lâu sau khi Tổng thống Vladimir Putin tái đắc cử và nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ thứ năm. Điều này làm dấy lên câu hỏi liệu đây có phải một phần nỗ lực của ông Putin nhằm siết kiểm soát Bộ Quốc phòng trong bối cảnh xung đột ở Ukraine kéo dài, hay liệu có một cuộc cạnh tranh giữa quân đội và các cơ quan an ninh Nga, hoặc một kịch bản nào khác đằng sau những bức tường điện Kremlin? Giải thích về quyết định bổ nhiệm này của Tổng thống Putin, người phát ngôn điện Kremlin Peskov cho biết, bộ quốc phòng Nga nên hoàn toàn cởi mở với sự đổi mới, đưa ra các ý tưởng tiến bộ và thiết lập các điều kiện để cạnh tranh kinh tế. Theo Ủy ban Điều tra Nga, trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2023, Ông Samarin bị nghi nhận hối lộ từ một nhà máy sản xuất thiết bị liên lạc ở vùng Uran. Số tiền này là quà cảm ơn cho việc ký kết các hợp đồng cấp nhà nước lớn với công ty này. Ông Samarin được cho là đã hưởng lợi ít nhất 36 triệu rúp. Tư dinh của ông Samarin đã bị khám xét trong khi ông bị tạm giam 2 tháng trước khi vụ việc được đưa ra xét xử. Phát ngôn viên của tòa án cho biết, ông Samarin bị buộc tội theo khoản 6, điều 290 Bộ luật hình sự Nga, tội nhận hối lộ quy mô lớn. Điều khoản này trong Bộ luật hình sự của Nga có hình phạt tối đa là 15 năm tù với mức phạt gấp 100 lần số tiền hối lộ. Ông Samarin đã giám sát quân đoàn tín hiệu của quân đội từ năm 2020. Quân đoàn này phụ trách mảng liên lạc quân sự, bao gồm cả việc đảm bảo bí mật cho các tín hiệu chỉ huy trên chiến trường. Sau đó, tướng Yuri Kuznetsov, cục trưởng cục nhân sự Bộ Quốc phòng và tướng Ivan Popov, cựu tư lệnh quân đoàn 58 của Nga cũng đã bị bắt. Ngoài ra, ba người khác đã bị bắt giữ liên quan đến các vụ việc này, bao gồm một người bạn của thứ trưởng Ivanov ông chủ một công ty xây dựng bị cáo buộc đưa hối lộ và cựu giám đốc một số công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng. Hàng loạt vụ bắt giữ diễn ra giữa lúc chính phủ Nga đưa ra những thay đổi lớn trong Bộ Quốc phòng. Sau khi nhậm chức, Tổng thống Vladimir Putin đã quyết định bổ nhiệm cựu Phó Thủ tướng Andrei Belushov làm Bộ trưởng Quốc phòng thay ông Sergei Shoigu. Vào tuần trước, Tổng thống Putin cho biết ông không có kế hoạch thay đổi Bộ Tổng tham mưu do hoạt động chiến đấu đang diễn ra thành công. Trong ngày đầu tiên Trung Quốc tập trận quanh Đài Loan, Trung Quốc, Hòn đảo này nói phát hiện 75 tiêm kích, tàu chiến Bắc Kinh áp sát, truyền mạng xã hội X trước đây là Twitter. Cơ quan phòng vệ Đài Loan báo cáo có 49 tiêm kích, 19 tàu chiến và 7 tàu hải cảnh của Trung Quốc hoạt động quanh Hòn đảo. Theo cơ quan này, trong số 49 tiêm kích của Trung Quốc có 35 chiếc đã vượt qua đường trung tuyến eo biển Đài Loan, tiến vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ Hòn đảo thiết lập. Cơ quan này cũng cho biết các tiêm kích của Trung Quốc bao gồm máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30, máy bay chiến đấu thẩm dương J-16 và máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm trên không KJ-500. Để đối phó, Đài Loan đã cử tiêm kích, tàu chiến và triển khai các hệ thống tên lửa đặt trên bờ biển để giám sát động thái của Bắc Kinh. Thông tin trên đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc huy động lục quân, hải quân, không quân tập trận quanh Đài Loan trong hai ngày. Trong một diễn biến liên quan khác, Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông Bộ của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA trước đó cũng đã tung ra bộ áp phích các khí tài nhắm vào phe ly khai, chủ trương độc lập cho Đài Loan. Theo thời báo Hoàn Cầu, bộ áp phích mô tả một số loại vũ khí của PLA gồm máy bay chiến đấu J-20, chiến đấu cơ J-16, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Tuyếp 052D, tàu đổ bộ Tuyếp 071, tên lửa đạn đạo chiến thuật DF-16A và hệ thống tên lửa phóng loạt tầm xa. Trên các bức tranh, người thiết kế còn sử dụng chữ hán phồn thể vốn được dùng ở Đài Loan và tiếng Anh như để gửi thông điệp đến Đài Loan cùng các nước bên ngoài. Theo một chuyên gia quân sự, đây chỉ là một số vũ khí và thiết bị điển hình trong quá trình chuẩn bị quân sự nhằm giải quyết vấn đề Đài Loan. Theo vị này, ở trên không, chiến đấu cơ J-20 có thể tận dụng khả năng tàng hình do khó bị phát hiện bằng radar và phá vỡ hệ thống phòng không của đối phương. Trong khi J-16 có thể bắn phá các mục tiêu dưới mặt đất nhờ số lượng lớn vũ khí mang theo trên biển tàu khu trục tuyếp 052D có thể giành quyền kiểm soát và ngăn chặn chỉ viện cho Đài Loan trong khi tuyếp 071 chở lực lượng đổ bộ được trang bị mạnh vượt qua eo biển để đổ bộ tên lửa DF-16A có thể tiến hành các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu quân sự và chính trị có giá trị cao Thời báo Hoàn Cầu nhấn mạnh PLA có sẵn một kho vũ khí hoàn chỉnh để giải quyết vấn đề Đài Loan nếu triển vọng thống nhất hòa bình không còn đồng thời các lực lượng ly khai Đài Loan độc lập và các lực lượng can thiệp bên ngoài phải nhận thức đầy đủ rằng pla hoàn toàn quyết tâm và có khả năng bảo vệ chủ quyền quốc gia của trung quốc